Sốt xuất huyết là loại dịch bệnh diễn biến theo chu kỳ. Những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra là cứ khoảng 10 năm dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam sẽ lặp lại chu kỳ một lần. Căn cứ vào nghiên cứu này và những diễn biến của thiên tai và thời tiết, Bộ Y tế vừa đưa ra nhận định năm 2018, sốt xuất huyết sẽ rất khốc liệt ở nước ta. Bộ Y tế cho biết dự báo năm 2018 sẽ là đỉnh của dịch trong chu kỳ mới với mức độ được cảnh báo rất khốc liệt. Khu vực sẽ gánh chịu những hậu quả nặng nề do sốt xuất huyết gây ra sẽ tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam và Tây Nguyên, nơi bệnh lưu hành quanh năm. Thực tế đang chứng minh cho cảnh báo trên là hoàn toàn có cơ sở và chứng cứ khoa học, bởi hiện nay bệnh sốt xuất huyết đang hoành hành và gây họa cho cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực nói trên. Tính cho đến thời điểm này đã có ít nhất 18 người tử vong vì sốt xuất huyết. Các chuyên gia dịch tễ cho biết, ở nước ta, bệnh sốt xuất huyết diễn ra quanh năm, song tập trung khoảng từ 50 đến 60% tại khu vực các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Bệnh tăng cao và đạt đỉnh vào thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11, khi các điều kiện môi trường, khí hậu thuận lợi kết hợp với những tác nhân từ tình trạng ô nhiễm, công nghiệp hóa, đô thị hóa, di dân tự do của con người. Muỗi sốt xuất huyết sinh trưởng phát triển tốt trong môi trường nhiệt độ trung bình từ 25 đến 280 độ C và sẽ yếu đi hoặc chết khi nhiệt độ nóng trên 320 độ C hoặc dưới 170 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên có khí hậu ôn đới với một mùa đông lạnh. Tuy nhiên, dưới tác động của hiện tượng El Nino, khí hậu vào mùa đông năm trước không lạnh khiến cho muỗi sinh trưởng phát triển dữ dội và gây bệnh trên diện rộng trong năm 2016.